Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với em Sơn Hùng Ô Tô. Ngày hôm nay em lại quay lên cho các bác một chiếc xe, đó là chiếc xe Lacetti SE. Một chiếc Lacetti SE 2010, số sàn và chiếc này nhập khẩu nguyên chiếc, biển 90T6595 6995 ạ. Vâng, thưa bác, thì em sẽ quay chi tiết một chiếc xe này nhé. Các bác nào đang xem video mà muốn tìm hiểu kỹ chiếc xe này thì hãy xem hết video của em nhé. Và các bác nào đang xem kênh cũng không quên bấm một nút đăng ký để và bấm nút thông báo, thì chúng ta sẽ cập nhật những video mới nhất hàng ngày em đăng lên cho các bác nhé. Một chiếc Lacetti SE 2010, số sàn, được trang bị la răng sắt 4 bánh. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, máy 1.6 nhé, xe thì sẵn đi thôi. Form dáng còn nguyên, không bị đâm đụng lỗi lầm gì. Lốp còn mới, đăng kiểm còn dài, máy móc còn ok thôi nhé. Đấy, máy móc khá là ok và chất lượng. Một chiếc xe form Lacetti nhập này, nó là cái dòng xe nhập nên chạy cũng khá là sướng. Cũng khá là sướng luôn các bác nhé, chạy cực kỳ là ngon luôn, đầm. Form to rộng và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 235 triệu đồng. Thưa các bác nhé, 235 triệu đồng một chiếc xe Lacetti SE này. Các bác đang có nhu cầu mua chiếc xe này cứ liên hệ em theo số hotline 0789 33 799. Em mua bán ô tô cũ tại số 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương các bác nhé. Các bác có nhu cầu xem xe thì bất kể chiếc xe nào, bên em bây giờ đang còn khoảng 60-70 chiếc xe. Thì các bác có nhu cầu mua xe thì hãy đến với em số theo địa chỉ là 59 An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Các bác sẽ được chiêm ngưỡng tất cả những cái dòng xe bên em đang bán. Vâng, tiến gần lại để em quay kỹ cho các bác đây. Thì một chiếc Lacetti SE 2010. Đấy. Form dáng thì vẫn là nguyên vẹn luôn, biển 90T biển Hà Nam. Chiếc này thì đèn pha vẫn còn sáng và được độ thêm một cái đèn bi xà lông ở dưới này, cũng khá là sáng sủa. Xe được trang bị la răng sắt, lốp thì gần như là mới tinh luôn, cả dàn mới luôn các bác nhé. Sơn xi nội ngoại thất con này thì quá ok rồi, không phải nghĩ ngợi gì rồi. Đây em cho các bác xem nội thất này, nội thất và tắp ly này. Keo chỉ con này thì cũng là còn nguyên zin hết, không bị va chạm, không mất tí keo chỉ nào nhé. Xe là trang bị gương kính chỉnh điện gập điện này, đầy đủ này, đèn pha tự động, gạt mưa tự động. Xe được trang bị số sàn, ghế thì mới bọc một bộ ghế mới. Được trang bị màn hình Android và cam lùi đầy đủ nhé, cho nên là khá là tiện lợi, chúng ta cứ thế để đi thôi. 235 triệu đồng một chiếc xe Lacetti SE 2010, gọi là về sẵn đi, không phải làm cái gì. Bên em đã dọn dẹp sạch sẽ kỹ lắm rồi, đó nhé, kỹ lắm rồi, các bác mua về chỉ việc đi thôi. Xe còn được trang bị hai cái màn hình đằng sau ghế nữa này, cũng khá là ok này. Đấy, hai bên ghế luôn, thì đằng sau mình muốn xem video nhé cũng tiện lợi. Lốp ráp thì còn như là còn mới các bác ạ, bốn quả nó nhau luôn nhé. Tất cả mắt đèn nó còn nguyên này. Xe nhập khẩu biển 90. Lốp đây ạ. Nói chung bộ lốp này là gần như là mới, Michelin luôn nhé các bác nhé. Xe đi là êm, lốp chắc, đi quá ok luôn. Đây là bên phụ đây, và keo chỉ được gần như là zin hết, không mất một phần nào. Tắp ly tắp lốp ok, tất cả mọi chi tiết là đều sử dụng tốt lành hết. Nội thất rộng rãi sạch sẽ này, bộ ghế vừa bọc lại một bộ da màu vàng kem, cũng khá là sạch sẽ để cho xe nó sáng lên nhiều. Keo chỉ zin hết các bác nhé, không mất một phân keo chỉ nào nữa. Một chiếc Lacetti SE hàng nhập các bác nhé, hàng nhập nhé, cho nên là sàn là chạy khá là chất lượng, mà máy móc thì 1.6 thôi, ăn xăng cũng khá là tiết kiệm thôi. Nó sẽ rơi vào đó đâu đó từ 6 lít cho đến 8 lít rưỡi, nhưng mà chạy khá là chất lượng vì dòng máy nhập này. Xe nhập và chạy sướng lắm. Lốp lắp thì đều tắp 4 quả nhé, Michelin. Cho nên các bác mua về sẵn đi thôi. Đăng kiểm thì còn rất dài, đến tháng 10 năm 2021 các bác nhé. Tháng 10 năm 21 luôn thì còn rất dài, cho nên các bác tha hồ mà đi thôi. Đó, một chiếc Lacetti thì vừa rồi em đã quay qua một vòng chi tiết xung quanh trong ngoài các bác nhé. Và sau đây thì em cho các bác xem về phần máy một chút. Vâng ạ, đây là khoang máy của chiếc xe Lacetti SE 2010. Máy 1.6 đây, chiếc máy rất là quen thuộc của Lacetti. Bản nhập khẩu máy 1.6 và cũng khá là đầm chắc, chạy được.
Các bác nhá, giá thì rất là rẻ thôi, chỉ hơn 200 triệu một chút thôi thì các bác đã mua được một chiếc xe Lacetti SE bản nhập này rồi. Đấy, tất cả là còn nguyên zin hết này, các bác này không có bị đâm đụng va chạm gì, từ các cái gân các lỗ đầy đủ hết, không thiếu một cái gì đâu. Quá chất luôn các bác nhá. Vâng ạ, một chiếc Lacetti SE các bác nhá, 2010. Nhập khẩu máy 1.6 số sàn, bên em đang chào bán là 235 triệu đồng. Đấy, các bác đang có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau.